Thành phố Hồ Chí Minh thêm 34.000 liều thuốc Monopiravir cho F0 điều trị tại nhà. Nhu cầu rất lớn nhưng vì sao shipper ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngại chốt đơn đi chợ hộ vùng đỏ. Những cảnh đời dạt về hè gầm cờ mùa dịch ở Hà Nội. Giải trực tuyến học sinh lớp 1 rất khó đảm bảo chất lượng. Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 1 tháng 9 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh thêm 34.000 liều thuốc Monopiravir cho F0 điều trị tại nhà. Tối ngày 31 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm 5.444 ca nhiễm tính từ 17 giờ ngày 30 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8. Như vậy trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 221.254 trường hợp mắc COVID-19 được công bố. Trước tình trạng hai ngày qua một số F0 điều trị tại nhà chưa nhận được thuốc kháng virus Molnupiravir, đơn vị cung ứng chiều ngày 31 tháng 8 đã chuyển 680.000 viên tương ứng với 34.000 liều cho 34 F0 tại thành phố Hồ Chí Minh. 34.000 liều thuốc kháng virus Molnupiravir 400 mg do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Starlopharm Việt Nam sản xuất và tài trợ cho chính phủ đã được vận chuyển đến công ty Safaco để phân bổ về 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức, hỗ trợ nhanh chóng cho điều trị F0 tại nhà. Trước đó, phía đơn vị này đã thống nhất tài trợ 116.000 liều và Bộ Y tế phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh 50.000 liều. Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 16.000 liều, 34.000 liều còn lại mới được bổ sung. Theo quy trình, túi C là thuốc Monopiravir phải được kiểm soát chặt chẽ nên không phát hết cho tất cả F0. Đây là thuốc nhân viên y tế giữ khi tiếp nhận F0 sẽ khám và tìm hiểu sơ bộ tình hình sức khỏe. Nếu đúng chỉ định và là F0 có triệu chứng và triệu chứng nhẹ thì được sử dụng thuốc Monopiravir. F0 có triệu chứng nặng cũng không được dùng thuốc này. Theo HCDC, thành phố đang đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát người mắc COVID-19 trong cộng đồng để mở rộng vùng xanh, khiến số lượng F0 tăng nhanh, nhưng ngành y tế đã lên phương án điều trị phù hợp theo từng cấp độ để tránh tình trạng chuyển viện và hạn chế tỷ lệ tử vong. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, người dân cần bình tĩnh và chủ động liên hệ với nhân viên y tế để được hướng dẫn phương án cách ly phù hợp và sử dụng thuốc đúng quy định. Nhu cầu rất lớn nhưng vì sao shipper ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngại chốt đơn đi chợ hộ vùng đỏ? Hôm qua ngày 31 tháng 8, ngày đầu tái xuất giao hàng ở vùng đỏ, các ứng dụng shipper đều bật lại tính năng giao nhận đơn hàng, xong dịch vụ đi chợ hộ có hãng mở, có hãng không. Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, ngày 31 tháng 8, các ứng dụng như Grab, B Group, Bimin và Ahamu đều bật tính năng giao hàng tại vùng đỏ, tài xế nhận quốc xe trơn chu sau khi đáp ứng điều kiện hoạt động. Dù chưa có số liệu thống kê chính xác, đại diện các ứng dụng cho biết đến chiều ngày 31 tháng 8 đã ghi nhận hàng ngàn đơn hàng giao thành công tại 8 quận huyện vùng đỏ, thành phố Thủ Đức, quận 8, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, theo ghi nhận, với dịch vụ đi chợ hộ có hãng vẫn khóa xong có hãng mở, khách truy cập đặt đơn. Đến chiều ngày 31 tháng 8, truy cập vào mục GrabMart của Grab tại khu vực Bình Thạnh thuộc vùng đỏ, ứng dụng này không hiện danh sách cửa hàng khách không thể đặt được đơn hàng. Trong khi đó, dịch vụ đi chợ hộ của B Group vẫn hoạt động. Theo đại diện một ứng dụng, các hãng đang phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh triển khai giao hàng ở vùng đỏ. Còn dịch vụ đi chợ hộ đang được tính toán. Vì hiện nay vào siêu thị mua hàng là bộ đội và cán bộ của các phường. Do đó, các shipper chưa thể vào mua hàng theo đơn hàng của khách đặt trên app. Các ứng dụng này mong muốn cơ quan chức năng xem xét có thể mở lại dịch vụ đi chợ hộ vì nhu cầu người dân đặt thực phẩm, rau, củ, thịt tăng rất cao. Trước đó, ngày 30 tháng 8, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang theo dõi tiến độ triển khai cho shipper vận chuyển hàng hóa tại các vùng đỏ, vùng cam theo hướng dẫn của thành phố, chứ chưa có kế hoạch sử dụng đội ngũ này đi trợ hộ người dân. Việc quản lý hoạt động của shipper có khó khăn. Khoảng 2 đến 3 ngày tới, khi shipper hoạt động tại các vùng đỏ, vùng cam tương đối ổn định, chúng tôi mới có thể chủ động xây dựng kế hoạch khai thác đội ngũ này hiệu quả, hợp lý hơn. Đại diện Sở Công Thương cho biết. Những cảnh đời giặt vỉa hè gầm cầu mùa dịch ở Hà Nội. Mất việc làm, không còn thu nhập để thuê nhà trọ. Đường về quê mịt mù, nhiều lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội dọn ra ở gầm cầu. 22 giờ, anh Nguyễn Văn Sơn và người con ngồi vất vưởng bên lề đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Hai bố con chờ đợi có chiếc xe khách nào đó để bắt về quê. Anh Sơn cho biết, anh cùng con trai từ huyện Nghĩa Hưng, Nam Định lên Hà Nội làm bốc vác tại một công trình ở gần ga Hà Nội trước thời điểm giãn cách xã hội mấy ngày, Sáng ngày 24 tháng 7, chủ thầu thông báo phải tạm dừng công việc. Anh Sơn kêu họ trả tiền công, nhưng đến nay vẫn mặt vô âm tín. Ngay hôm đó, tôi trả phòng trọ để lấy tiền phòng thân. Hiện giờ trong túi tôi chỉ còn hơn 100.000 đồng. Nếu không thể về quê, không biết bố con tôi sẽ sống ra sao, anh Sơn nói. Hàng ngày, hai bố con anh đi lang thang để xin cơm. Buổi tối, hai người chọn một mái hiên nhà bên đường hay một gầm cầu nghỉ tạm. Tại khu vực gầm cầu Vành Đai Ba, dọc đường Khuất Duy Tiến, qua quận Thanh Xuân, Đinh Quang Đạt, đang chuẩn bị đi nhặt phế liệu. Hành trang của Đạt là vài chiếc bao tải nhặt được ở vệ đường. Em sợ Covid-19 lắm, đi đêm ít người nên chắc sẽ bớt bị ảnh hưởng hơn. Với lại ban ngày, nhiều đồng nghiệp cùng nhặt, không làm ăn được gì. Em cố gắng kiếm thêm để tìm cách về quê sớm. Thanh niên người dân tộc Thái quê Mai Châu Hòa Bình cười nói. Đạt cho biết, nhà nghèo, mẹ bị bệnh tật liên miên nên em phải bỏ học sớm để đi làm phụ hồ. Mới đây em làm cốt pha cho một chủ ở tỉnh Hưng Yên. Do công việc không được thuận lợi Đạt tính đi về quê. Tuy nhiên do không thuộc đường xá, Đạt lạc lên Hà Nội đúng vào thời điểm giãn cách xã hội. Khi ấy trong túi em vẫn còn gần 8 triệu đồng. Em nghĩ Hà Nội cùng lắm giãn cách 14 ngày. Sau đó em có thể bắt xe đem tiền về đưa cho mẹ. Nào ngờ bị kẹt ở đây đã hơn tháng nay rồi. Đạt nói và cho biết lúc mới lên Hà Nội, Đạt ở trọ cùng một người bạn mới quen. Tuy nhiên, mới ở một đêm, hôm sau ngủ dậy cả ví tiền, điện thoại, quần áo, giấy xét nghiệm Covid-19 đều bị lấy cắp. Đạt đành phải ra gầm cầu ở và hàng đêm đi nhặt phế liệu để hôm sau bán lấy tiền mua mì tôm sống qua ngày. Khác với bố con anh Sơn và Đạt, cả nhóm của anh Huệ đều chung quyết tâm bám trụ lại đây để đợi đến ngày được trở lại làm việc. Vì theo họ, về quê thì dọc đường biết kiếm đâu tiền ăn nghỉ. Biết đâu, hết đợt giãn cách này lại lắm chỗ gọi đi làm, anh Huệ nói. Gầm cầu đường Vành Đai Ba đoạn gần bến xe nước ngầm cũng là nơi trú ngụ của ba người đàn ông khác. Anh Lô Văn Cà Huệ ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đại diện cho hai người còn lại cho biết ở quê anh, công việc không đều nên anh quyết tâm lên Hà Nội tìm việc cách đây 7 tháng. Công việc cơ khí dân dụng bên quận Long Biên của anh vẫn suôn sẻ đến khi Hà Nội thực hiện những biện pháp thắt chặt đi lại để phòng chống dịch. Tôi đi làm, lương được 5 triệu đồng trên tháng. Đóng tiền thuê phòng trọ 1 tháng hết 1,2 triệu đồng. Chi tiêu rẻ sẻn thì cũng gửi về nhà được đôi triệu. Giờ mất việc, tôi ra đây với anh em cho tiết kiệm tiền thuê nhà. Công việc cơ khí dân dụng bên quận Long Biên của anh vẫn suôn sẻ cho đến khi Hà Nội thực hiện những biện pháp thắt chặt đi lại để phòng chống dịch. Tôi đi làm lương được 5 triệu đồng trên tháng Đóng tiền thuê phòng trọ một tháng hết 1,2 triệu đồng Chi tiêu rẻ sẻn thì cũng gửi về nhà được đôi triệu Giờ mất việc tôi ra đây với anh em cho tiết kiệm tiền thuê nhà trọ Thanh niên người dân tộc Thái này chia sẻ Dạy trực tuyến học sinh lớp 1 rất khó đảm bảo chất lượng Đối với học sinh còn nhỏ tuổi chưa có thể làm chủ bản thân Nên hạn chế dạy học trực tuyến Đặc biệt với lớp 1 thì dạy học trực tuyến là không thể và nếu dạy sẽ mang lại chất lượng giáo dục rất thấp rất khó dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1. Học sinh lớp 1 chú ý có chủ định rất hạn chế, thiếu tính bền vững, dễ bị phân tán bởi âm thanh hay sự kiện nào khác xung quanh. Các em chỉ có thể chú ý tối đa 25 phút khi học trực tiếp. Trong dạy học trực tuyến, sự chú ý này cũng chỉ 10 tới 15 phút là tối đa. Trí giác mang tính đại thể, ít đi vào chi tiết. Do đó, rèn các kỹ năng cơ bản về đọc, nghe, nói và viết hay làm tính rất ít hiệu quả khi các em buộc phải học qua trực tuyến. Trí tưởng tượng của các em còn đơn giản nên rất cần có sự mô tả hướng dẫn trực tiếp của thầy cô. Đặc biệt, các em chưa đủ ý chí để thực hiện mục tiêu đến cùng, dù đó là nhỏ bé. Các em vẫn còn ham chơi, chưa thích học, giống những gì đã thành thói quen khi còn ở lớp mẫu giáo. Rõ ràng rằng, dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 cần phải có cha mẹ hay người trưởng thành kèm cặp 1-1 trong suốt quá trình các em học không chỉ hỗ trợ các em để thao tác các chức năng của máy tính, điện thoại, thông minh mà còn giải quyết nhiều yêu cầu của trẻ 6 tuổi như cần ăn, đòi uống hay muốn có bất cứ cái gì về dụng cụ hay đồ dùng học tập. Đối với một số nơi thuận lợi còn có thể, rộng ra tất cả các vùng miền trong cả nước chắc chắn là một điều rất khó cho các trường và mỗi gia đình. Thưa quý vị, mục tin tức của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.